chuyện của anh. Cha ơi, anh đời thường anh nói kỳ, em với Lâm Tứ là mẹ con. Tôi nói mẹ con lấy đâu, mẹ con lấy giấy đâu chứng minh mẹ con hả? Mẹ con chỗ nào? Mày người dân khác họ với nó cũng là khác họ chay chứ. Tôi nói một câu, không biết có mẹ con hay không mà thấy chỗ chim sâu mà Long Tứ nó còn cái như là dụ được đó, thì tôi không biết là Long Tứ có dụ ai hay không. Tôi chỉ nói một câu vậy thôi, vậy đó. À, vậy đó mà tự ái, trời ơi khổ chưa, khổ tày. Bây giờ bà con nghe chỗ mà cái thằng thằng Minh Hiếu, cái bữa mà bữa về nhà mới đó quý vị, chung là đáng lý mấy cái này là tôi không đưa lên, nhưng mà mấy ngày vừa qua đó nó xúa cái quá, để tôi đưa lên tôi chứng minh cho bà con nghe những cái vấn đề mà cái băng nhóm này nó đang back ép chim sâu để nói những cái lời mà theo ý của nó. Trong cái câu chuyện gì, trong câu chuyện mà nói về anh trai của chim sâu đó quý vị, để cho bà con nghe từng cái câu từ của bọn này nó nói ra. À, rồi nghe kể như là cái câu từ của là cha vợ, mà cha vợ hờ của thằng Hiếu nói cái gì. Đồ, bây giờ Hiếu tao nói thật sự, tao nói mày chưa thấy thằng nào mà nó nhục như mày Hiếu nha. Tự nhiên mày hết chỗ nấp, chim sâu là ngừ kể như là lế đế nhỏ con, tướng mày như con voi vậy mà chui vô chỗ cái gọi là cái vùng kín chim sâu mà nấp làm chi, mà nấp sao được. Mày chẳng qua mày chui vô đó cái đủ cái đầu của mày chui vô đó thôi, chứ thật sự mày đưa cả người mày vô là chắc anh không được. Đấy, bà con thấy không, mấy ngày vừa qua là coi là cái nó đẩy cái đầu nó vô đấy rồi để cho chim sâu phát ngôn thôi, còn nó núp ở đâu đó, nó núp ở đâu nó không dám lên phát ngôn. Mày ngon ăn đáng nói, một thằng đàn ông mà ngon ăn đáng nói lên nói nó trực diện, đừng có mượn ai, đừng có mượn chim sâu, mượn những người họ tỉnh táo đó, họ có nhận thức đó, họ nói. Còn cái vấn đề bà con thấy đi, cái con vợ là cái yếu điệu thục nữ, thờ ơ đụng cái chi cũng khắp, mà ở với một thằng gọi là cái như là lưu manh thứ thiệt. Bà con nghĩ là con này nó hiền không quý vị? Bà con nghĩ là con Mai này hiền hay không? Một con đàn bà mà ở với một thằng gọi là dạng vô tri vô thức, dạng dạng giang hồ hỗn, thì bà con cứ nghĩ đi, con Mai này nó hiền hay không? Chẳng qua là em dìa quê, em dìa nước, em tỏ vẻ em là một Việt kiều danh giá thôi. Cái khi mà em rời khỏi lãnh thổ Việt Nam là sừng của em là bây giờ nó thật sự nó cũng lắm chia, nó cũng là gọi là cũng ghê gai góc lắm quý vị, chứ đâu đơn giản đâu. Đó không? Chung là dìa nước, dìa nước rồi để cho bà con lôi sớm rồi với khăn giá những mạnh thường quân mà họ góp tiền làm ở nhà vừa rồi đó. Để họ nhìn nó, trời ơi con đây là thương chim sâu đúng thật rồi. Nó ở bên đài mà khi mà nghe chim sâu đụng chuyện là nó khóc cả đêm. Mà bây giờ giờ gặp chim sâu mà nó khóc còn hơn cha chết nữa, bà con thấy không? Cái tướng ông già con Mai ra đứng như một cái ông ăn mày, chứ đâu phải là thật sự là con của cha của đại gia. Đó không? Ông ra nó thật sự đôi dép ông mang, mà nó thật sự với bà con nó còn đen hơn cả cái đất sình. Vậy đó. Mà cả như là con là đại gia đi giúp chim sâu mà cha như một cái thằng ăn mày thôi thua quý bà con. Tôi nói thật sự quý bà con, đúng là cái như là nhà bất hạnh. Chứ ai đâu mà cái bây giờ cha của mình không giúp mà đi giúp một người ngoài, đúng không? Cha của mình ít ra cũng là bệ phệ lắm chứ, cha của mình cũng ăn mặc lành lặn lắm chứ. Trời ơi, cha mặc ăn như một thằng ăn mày sao mà nói thật sự đi bỏ tiền trăm lẻ mấy triệu đi giúp chim sâu, bà con có tin hay không? Đó. Đây là một trong những cái gọi là chiêu trò rút tiền, rút tiền của mạnh thường quân. Đấy. Bà con thấy đi, tôi nói cái nhà của người ta đó, cái nhà của người ta nó thật sự mà người ta làm cái như là nó hành tráng, mà cái như là người ta đâu có tổ chức cái tân gia kiểu đây đâu. Vậy đó. Cái nhà đó thật sự đóng giống như một cái chuồng cu đó vậy, mà tổ chức tăng gia rồi đầu gọi YouTube tới quay, gọi gọi trúng cái kênh thành Thông Râu, liên quan thành Thông Râu này vừa rồi, cái chỗ mà đám tang của cha Tường đã xuống là người ta đuổi về luôn, không cho quay. Xuống là người ta nhìn thấy mặt Thông Râu là đuổi về thâu, đừng có quay.
vô mới vòng ngoài người ta thả tay không, đừng có quay gặp anh cái như là anh đang Xuân Dũng à, vô mới vòng ngoài anh Xuân Dũng ra thả tay không được quay, không được quay à, à vậy đó quý vị, toàn là những cái thứ chi chi không đấy. Rồi bây giờ đó, bây giờ mày lên gọi là mày bảo vệ cho vợ chồng thì anh chị nuôi đồ bia nó đâu hỏi thiệt mà, bữa đó về nó nhét không bì bao nhiêu đã phong râu hả à, gọi thẳng tên phong râu luôn chứ ngại đâu có vậy đó. Rồi bữa trước mày bia đó, vì sao mà tôi nói thằng phong râu này, vì nó đứng bên mẹ út hà út gà đó ở mẹ Long Tứ, nó nói một nẻo, nó nhảy qua đây nó nói một nẻo, bà con thấy dạng dạng thằng đứng hai hàng một dạng nịnh thật đó không đấy. Rồi mấy ngày vừa qua rồi mày thấy mà có yên không đấy, tự nhiên mày đi bảo vệ mày không có biết đầu đuôi câu chuyện này như thế nào. Mày là người mà trực tiếp tới đó để xác minh cái sự việc mà mày gọi là hữu nhãn vô châu à, có cặp mắt á, à, có cặp mắt mà hình như là không có nhìn ra được cái miếng đất là chỗ nào, đường cao tốc chỗ nào, cái ranh giới ra làm sao à, rồi mày gọi là đi phỏng vấn rồi mày nói thờ ơ nó ngồi ở nhà không nó biết đi đâu anh ơi à, tao ngồi ở nhà đấy mà nói thật sự cái thông tin là cái thông tin là mày tức là cỡ mày mà xuống tận nơi hình như là bữa đấy mày chui cái mồm mày vô trong cái gọi là mấy cái ly bia hoặc là vô trong mấy gọi là cái thức ăn gọi là thức ăn Mã Lai đó đấy. Rồi mày lú người ra mày quên cái nhiệm vụ mày là thằng chi chứ đúng không, mày xuống tận nơi mà mày không xác minh, xuống tận nơi mà gọi là mang cái đầu tôm kể như là để mà lên cộng đồng mạng để tung một cái thước phim lên mà thật sự nó rỗng tuếch về cái nội dung. Bao nhiêu thành tỉnh chú vô hỏi một quan tâm thật vậy đó mà nó tớ vé tự hào với vậy, thằng nào thì nói cảm thấy phấn khởi không? Phấn khởi quá rồi chứ, lâu lâu mà nó thật sự được xá trại ra mà không phấn khởi sao được đó. Nguyên cả một băng là được xá trại ra, cuối cùng chim sâu nó là người ra trước, băng này ra sau đấy. Rồi phấn khởi quá trời, lâu lâu gặp chị chim sâu đó. Rồi tập trung nhau mà hỏi bó tay. Ngày nay á, em cũng tại với kia là đúng. Em không bao giờ lên tiếng. Em để nó lên tiếng cả thì em mới nói. Đúng rồi, có lên rồi. Nếu mà bước xuống đây em đã nói rồi mà em về em không lên tiếng. Ok là được, cái chữ nói này nói kia em nói lại về được không? Em với tờ này đúng, cho qua về về. Đừng nên nói đó, em đợi hôm trời là anh em hỏi lại nguyên ngoại anh coi. Tại nó xuống hôm nay mà nó xuống, mình là bạn lớn không xuống hết. Mày làm gì xuống đó rồi mày làm gì, mày kính kính người ta hả? Yeah. Xuống đấy rồi mày nghe cái bộ răng cày của mày ra mà kính tao thôi mà làm chi mà mặn lớn. Mày nghĩ sao mà xuống chỗ đó? Hả? Yeah. Tự nhiên cái nhà lũ bay, cái bay gọi bay cắt bay đồ đấy. Người ta gọi là có mời khách mới tới chứ không mời người ta đâu có điên người ta tới quá vậy. Đấy không? Mà đâu phải dạng như phong râu mà thèm ăn thèm uống mà đi xuống đó làm chi? Nó làm nó giống như là một cái con thú hoang đấy quý vị à, nhốt trong lòng vừa thả ra trời ơi mây mặn nó lớn á, chứ còn nó mà nó xuống là xem xong rồi xuống đấy là mà kính vô mông người ta mà kính cái chỗ nào đâu mà ghê vậy. Thế rồi mấy ngày vừa qua kính quá rồi bắt đầu giờ chui vô trong chỗ chim sâu nấp rồi đúng không. Thế kính bừa kính cả đấy quý vị. Chỉ có những loại như phong râu á, à, rồi nó xuống rồi cái như là nó bỡ đỡ mày chút à, rồi kiếm được ly bia rồi cái kiếm được cái như dài biến thức ăn rồi bỏ bụng vậy rồi về cảm thấy phấn khởi. Đấy, chứ còn ai đâu mà nói thật sự người ta xuống trên cái hình thức khác chứ không ai mà xuống mà thèm ăn khác uống. Thấy chưa, cái thằng nấp váy con chim sâu. Đấy. Cái váy chim sâu đó quý vị, bây giờ có hai thằng nấp à, một là thằng Hiếu à, bây giờ cái như là à, trước là Long Tứ, bây giờ thêm thằng Hiếu vô nữa à, trời ơi bây giờ con bé này khổ đâu đơn giản quý vị. Đấy. Một con bị bệnh tâm thần mà bây giờ là hai thằng nấp vô trong cái váy nó là thua rồi, được không? Tôi xuống tiền đi về đâu chứ, đâu không về không cho ăn luôn, về không nói dài luôn, về còn vé máy bay ra về mới một chín rồi đó, về đâu nói đâu, để cho nó đã đi rồi á, cả cái cơn tình thường này để em tính nhau không giờ mà làm gì hỏi này mà tính tới đâu đâu tính nhanh rồi chứ
tính nhanh đi, chứ mày cái dạng của mày mà tính chậm là coi tao tính trước. Tính nhanh đi. Bà con thấy từ bữa tân gia tới bây giờ tôi để cho nó tính à, mà đến bây giờ nó cũng chưa tính mà nó lên không gian mạng trời, kênh đời thường để tính. Mày tính thì tính nhanh đi chứ, mà bây giờ không tính nổ sao để chim sâu ra tính dần vậy à. Trời ơi, nhìn cái mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai chứ quý vị. Vậy mà chui núp vô trong cái vùng kín kim chim sâu chơi chơi ai chơi mày. Mình là một thằng đàn ông ngon ăn đáng nói đó à, lên phản biện lại. Trời ơi, đừng có đưa ra những ngôn từ tục. Ta nói mày nè, nếu mà cái độ chữ, nếu mà độ chữ thì tao chấp cả cái bấy đời của mày chữ cũng không lại. Nhưng mà nói thật sự, lên không gian mạng thôi đừng có chữ à, nói câu chi đó cái nó hay hay chút đi, đừng có dơ những câu từ bất dạy giống như tao nói hiện bây giờ mà đang núp vô vùng kín chim sâu à, mới đỡ chim sâu lên phát ngôn. Bây giờ nói chung cái mỏ của mày đâu còn phát ngôn nấu nữa, đúng không? Còn gì nữa đâu mà phát ngôn. Phát ngôn là phải là nó thật sự lên, phải là biện luận à, phân tích một vấn đề. Còn bây giờ mày đưa một con tâm thần đó mà núp vô vùng kín của nó rồi mày cái như mày mốm lời cho nó nói thì thâu. À, cái dạng của mày nó thật sự nó cũng tránh ra một cái cò ram nào đâu Hiếu ơi, bỏ đi cưng. À, tu vô làm gì, giờ dính rồi quá vậy. Giờ xem như là cái như là táp nhầm cục xương rồi, cứ nghĩ là bây giờ ừ dễ ăn lắm, gì ở đây rồi thế này thế khác. Trời ơi, mày sang đấy cái dạng mày đi theo cái dạng du lịch nha. Mày sang đấy theo cái dạng du lịch giống như anh Mười Cựa ngày xưa thôi à, chứ mày không phải sang đấy định cư. Mà nói thật sự nè, coi cái đợt này mày qua đấy, mày qua đấy coi chừng đó à, qua đấy là loạn choạng rồi cái như là coi chừng chứ là cái nó bách vô con nét nhốt luôn đó, nghe chưa. Dạng sang đó theo dạng du lịch rồi trốn luôn bên đấy quý vị à, trốn luôn bên đấy rồi cái như là làm mưa làm gió ở đấy, gì ở đây làm mưa làm gió ở bên đấy là anh trốn như con chó con, nghe chưa. Mày nghĩ là tao không biết hả? Sang đấy theo dạng du lịch à, chứ không phải sang đó theo cái dạng định cư. À, ai bảo lãnh cho mày à, bây giờ ai bảo lãnh cho mày đó à, hỏi lại bà chị mày kia rồi cái như cái vấn đề, cái vấn đề mà cái như là chồng cái malai ma đồ đấy đã rõ ràng cái như là sòng phẳng hết hay chưa à, hỏi lại rõ chị nghe chứ qua đấy là loạn choạng đó. Cái luật mà luật malai chứ phải là ai đâu nghe à, đi mà gọi là ngủ chung vợ người ta là mày cũng hơi canh đó nghe chưa à, ngày xưa là anh Mười Cựa qua đấy là Mười Cựa cũng ớn rồi. Mở cửa là cái như là anh giấy ngày giấy đêm mà rời khỏi Malai là gì ở đây anh tổ chức một bữa tiệc ăn mừng rất lớn à, mà bây giờ mà gặp mày nữa đâu, bây giờ gặp mày ở đâu coi chừng. Mày đi sang đấy theo cái diện du lịch mà mày đừng trốn nữa, tao khuyên thôi nha. Còn mày muốn sống cái cảnh như một con chó con thì cứ qua đấy mà lặp lại tuần cũ đó. Còn muốn sống một con người đường đường chính chính á là phải qua đấy về một con đường hợp thức. À, chứ đừng có qua đó theo diện du lịch rồi trốn bên đấy nữa rồi nó khổ nghe cưng. Đấy vậy đó mà dìa tự hào quá vậy, dìa tỏ vẻ tự hào đồ Việt kiều Malaysia đồ gốm chứ, mà trên ranh dưới cô tốt không có một xu dính túi à, bây giờ cái lợi dụng vào chim sâu để mà cái kiếm ăn à, lợi dụng chim sâu để chăn giác à, một Việt kiều Malaysia mà đi tới cả như là hoàn cảnh cho người ta có 500.000 rồi đứng ra kêu gọi ừ để có tiền mạnh thường quân để con gửi cho đồ chơi đó. Việt kiều như mày thúi quá à, mày sang đấy đó thật sự có đi móc bọc của mày sang đấy đi gọi là cái như là đi bán cái băng số cho mày là nó làm cái chi đấy mà cái như qua trời ơi, em là nhà hàng mày hàng gì hả à, nhà hàng gì bên đấy à, mày qua đấy dạng giống bồi bàn nghe quý vị, qua đấy giống một thằng bồi bàn đó. Thế còn bây giờ nói thật sự qua làm nhà hàng, nó nói là nó là đầu bếp chính bên cái như nhà hàng lớn ở tại Malaysia, mày qua đấy cái dạng thằng bồi bàn quét rác. Ê, mày đi gọi là đi chùi toilet quán thôi chứ mày là cái bày đặt cái như là em qua đấy là nhà hàng đấy. Lúc chiều hôm nay có một chị ở Malaysia, chị cũng đã điện về cho tôi, chị nói rất rõ thằng đây là hình như chị nói nha, thằng đây hình như là chị có một lần chị gặp nó ở Malai à, chị gặp nó ở Malai, nó là dạng một thằng qua đó làm bồi bàn à, chứ đi gọi là đi tập vụ lao công thôi quý vị à, vậy mà qua gì ở đây trời ơi, đỡ em làm cho anh cái món Thái anh ở à, cái món Malaysia anh ăn
Malaysia mình làm chi mà nó thật sự nấu như cháo heo vậy cha? Đấy, ta nói mày chỉ cái món đấy gọi là phong rau nó thèm quá vô nó liếm thôi. Thật sự nhìn cái cách bài trí là thấy đã ghê hồn rồi, vậy đó mà cũng làm Malaysia cho mày được quý vị. Mày mà bị đặt đi qua làm nhà hàng đấy, bà có thấy vô lý không? Đó, mấy ngày vừa qua là vừa thấy cái cánh của nó là bà con biết rồi, cái gì đi xúi dục một con tâm thần lên không gian mạng để phát ngôn những ngôn từ mà nó vô cùng phản cảm. Đó, riêng chim sâu mình thông cảm chim sâu được, chứ còn riêng cái loại mà đi xúi dục một con bị bệnh tâm thần thì cái này không thể chấp nhận, không thể dung thứ được.